Hai anh em, lại là mình đây. Hôm bữa mình có lướt trên Banggood anh em, thì mình thấy họ bán cái đèn 3D này khá là hay ha, nên mình quyết định mua một cái về để review cho anh em. Cái đèn này mình mua mình áp mã các kiểu thì giá của nó chỉ đâu đó tầm khoảng cả 270.000 thôi. Link mua cũng giống như là cái mã giảm giá để áp vào thì mình sẽ để dưới phần mô tả video ha. Anh em bấm vào để tham khảo thử nha. Và mình cũng chia sẻ cho anh em luôn một điều là mình được anh em hỏi rất là nhiều, và mua hàng trên Banggood thì có đổi trả được không? Mua hàng trên Banggood thì nó có an toàn hay không? Thì trên Banggood họ có một cái chính sách gọi là chính sách đảm bảo cho khách hàng. Thì họ bán hàng mà anh em, thì họ cũng muốn là tạo cái niềm tin cho anh em. Thì họ cũng có chính sách là nếu mà anh em nhận hàng không đủ sản phẩm hoặc là giao sai sản phẩm ha, thì họ sẽ đổi cho anh em đối với những cái sản phẩm mà anh em mua ha. Còn quà tặng thì họ không tính. Họ còn một cái chính sách nữa đó là anh em có thể là đổi trả với cái hình thức, có nghĩa là anh em mua về anh em cảm thấy không hài lòng đi, hoặc là anh em không thích đi, thì anh em cũng có thể là đổi trả được luôn. Và đây anh em, ở ngoài phần giữa hộp thì anh em thấy đây là một cái thanh LED 3D nhìn nó khá đẹp ha, lung linh, rất là nhiều màu sắc. Và cái phần LED thanh này thì cũng kết nối với lại là app luôn. Anh em quét cái mã QR code này để tải app về ha, CH Play hoặc là App Store đều tải được nha. Đây là phần mặt sau, cái model của nó là D10GB. Thì bây giờ mình sẽ mở ra. Đây là bên trong ha. Khi mà mở cái bên trong đầu tiên thì anh em sẽ có một cái phần sách hướng dẫn sử dụng nha, sẽ dẫn để anh em có thể là sử dụng được cái thanh LED này. Một cái sợi cáp này là USB QR, thì cổng cáp họ tặng kèm cũng rất là ok nha anh em, chứ không phải là tặng cái cổng cáp ngắn ngủn đâu. Tặng cáp thì dài đâu đó tầm khoảng một thước nha anh em, rất là ok á. Kèm cáp thì anh em sẽ có một cái phần đế ha, có phần đế để lắp cái đèn này lên nè, và một cái phần chân đế để lắp cái đèn này để dựng đứng lên anh em, nhìn nó dựng đứng kiểu này nè. Kèm theo đó là một ít phần kiểu giống như là những cái miếng dán silicon á, anh em có thể là dán vào tường hoặc là xe hơi ha, rất là ok. Và đây là cái nhân vật chính của chúng ta nè, đây là một thanh LED nè. Và đây anh em, thì bây giờ mình sẽ mở cái LED này lên ha. Đây, sẽ bấm vô cái chữ over này, nhấn giữ một tí để mình mở lên nha. Đó, anh em thấy chưa đó. Về phần thiết kế thì đây là một cái LED dạng thanh. Bên trong thì nó sẽ có tổng cộng cho anh em là 32 cái hạt đèn LED khác nhau. Và đèn LED này là LED dạng RGB nha anh em, thì nó sẽ đổi màu ha. Một cái hạt LED thôi nhưng mà nó sẽ thay đổi được rất là nhiều cái màu sắc khác nhau. Và bên trong cái thanh LED này thì nó cũng được hỗ trợ cái viên pin có dung lượng là 380 mAh. Với cái viên pin này thì nó cho cái thời gian hoạt động là 180 phút, tương ứng với lại là khoảng 3 tiếng đồng hồ ha. Và thời gian sạc lại thì chỉ đâu đó tầm khoảng cả 40 phút thôi, cũng rất là nhanh. Còn cái phần ở mặt sau thì nó sẽ có cho anh em là một cái QR code nè, một cái phần mic để cảm biến được cái âm thanh ha, thì nó sẽ chớp theo âm thanh. Và ở đây thì nó sẽ có một cái cổng sạc này là cổng sạc USB-C để anh em sạc được cho cái thanh LED này. Ở trên thì nó sẽ có 3 cái phần phím ha. Đầu tiên là phím power, có nghĩa là phím tắt và mở. Phím thứ hai là anh em có thể tùy chỉnh được cái màu sắc của đèn LED, và cái phím 3 là cái phím mà ở trên cùng là anh em có thể là chỉnh được cái chế độ LED ha. Ngoài cái việc mà anh em chỉnh được ở trên cái thanh LED này thì anh em có thể là chỉnh trên điện thoại được luôn. Đây là cái phần app của nó ha. Đó, bây giờ mình sẽ mở app lên. Trong phần app thì anh em có thể là tùy chỉnh được cái phần màu sắc như thế nào ha. Đó, anh em thấy chưa, mình sẽ lia tới đâu thì cái màu nó sẽ thay đổi theo tới đó ha. Anh em sẽ thấy được cái phần màu sắc, hay là mình có thể là giảm hoặc là tăng được cái độ sáng của đèn luôn. Đó, mình sẽ tăng lên tối đa. Anh em thấy khi mà mình tăng lên thì cái ánh sáng nó bắt đầu nó sẽ khác hơn. Mình sẽ thay đổi được cái màu sắc ha, mình chạm vào màu nào thì nó sẽ thay đổi. Phần mode này nó rất là quan trọng nha anh em. Trong phần mode này thì anh em sẽ thay đổi được rất là nhiều cái cường độ ánh sáng khác nhau. Ví dụ như là từ trên xuống này ha, đó, mình sẽ thay đổi nè. Đó, nó rất là nhiều cái phần đây. Và anh em cũng có thể là set up. Đó, và nói là nhiều đồ để cho anh em chơi lắm. Một thanh LED như vậy thôi nhưng mà nó tới khoảng 200 mấy, gần 300 mấy chế độ khác nhau, rất là nhiều. Đây, anh em cũng có thể là cộng trừ cái này để cho nó ra được cái phần LED ưng ý nhất ha, cũng như là kiểu như là chậm hoặc nhanh vậy đó anh em. Đó, tùy anh em ha. Đó mình nói chuyện thì cái thanh LED nó bắt đầu nó thay đổi ha, rất là ok luôn. Cái phần app này thì anh em chịu khó tìm hiểu thêm ha. Trong app thì nó có rất là nhiều cái phần để anh em có thể là chơi được. Chung là hiệu ứng nào mình thấy nó cũng đẹp anh em, giống như cái hiệu ứng này anh thấy không? Đó, khi mà mình nói chuyện thì kiểu giống như là nó sẽ chạy á, anh em cũng có thể là thay đổi cái phần màu sắc chạy này xem nó như thế nào. Đó, anh em thay đổi được ha, thay đổi được hết nha anh em. Trong phần app thì anh em sẽ thay đổi được rất là nhiều thứ á. Thì bây giờ mình sẽ set up, mình chạy thử một cái phần bài hát thử cho nên xem là khi mình mở ha, kèm nhạc thì nó sẽ đẹp như thế nào nha. Và đó anh em, thì mình cũng đã cho anh em xem cái phần trình diễn âm thanh của cái thanh đèn LED này rồi, thì anh em đánh giá như thế nào. Về phần link mua mình sẽ để ý phần mô tả video ha, anh em có thể bấm vào tham khảo và mua. Anh em cảm thấy video này hay thì nhấn like, share cũng giống như là subscribe kênh tachaba.com của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video lần sau. Bye anh em, bye.